Xin chào tất cả mọi người. Em chào tất cả anh chị. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hôm nay em có một cái cây một cái cây mà gọi mình ở Việt Nam chúng ta hay gọi là cây thiên nga. Hiểu nôm na đơn giản là cây thiên nga. Bởi vì ngày trước về nguồn gốc ấy, thì thực ra là em không rõ là chi tiết là tại sao mà lại có tên như vậy ở Việt Nam. Nhưng mà với những cái cây mà kết cấu mà nở hoa ở trên thân, cần hoa mà dạng này mà trên thân ấy, thì gọi là thiên nga. Còn dạng này mà hoa sát dưới gốc ấy, thì gọi là cắt tung. Cái dòng thiên nga ấy, thì thực ra là về phiên cái loại thiên nga đỏ, các loại thiên nga đỏ như là các loại thiên nga xanh, thiên nga vàng có từ lâu ấy. Thì chắc là cũng có thể là mọi người đã gặp nhiều rồi. Nhưng đây thì là cái cây mà nó khá là lạ. Và so với những cái cây mà mọi người biết ấy, thì cây này nó có màu cam hồng. Lên video đây thì nó có màu, nó không thấy được cái ánh cam của nó. Đây là em để cái nền trắng để mọi người có thể dễ nhìn hơn, nhưng mà nó cũng không lên được màu thật. Thì về cơ bản là nhìn thật ấy, thì nó hơi có sắc tố, nó hơi hồng. Cam kiểu cam hơi hồng, cam hồng. Cam nâu nhưng màu nâu hơi hồng. Màu này nó rất là khó đánh giá. Thì cái cây này là một cái cây mà nó rất là lạ, nên là em cũng muốn giới thiệu đến mọi người để mọi người cùng biết và cùng tìm hiểu thêm. Cây này thì thực ra thì cũng không có sẵn ở Việt Nam, và cũng có rất là ít người sưu tầm cây này. Bởi vì nó là cây rất là lạ, và chỉ những người mà chơi sưu tầm hoặc là chơi lâu ấy thì mới có những cây này. Cây này thì nó có tên khoa học của nó ấy, là Monilia chumbalidae. Là cái cây chumbalidae này là cái tên của nó. Còn để mà nói sâu hơn về cái Monilia ấy, là một cái cây lan là nhân tạo và được lai tạo từ ba giống khác nhau. Ba giống thì có nghĩa là lai từ ba dòng giống, chứ không phải là lai từ cái cây chính xác là cây nào. Bởi vì theo tìm hiểu của em ở nước ngoài ấy, bên Canada, thì cái cây này là cái cây nó cùng dòng Monilia này, là những cái cây ví dụ như cây thiên nga đỏ hay những cây thiên nga ấy, mà chúng ta hay gặp ấy, thiên nga vàng, thiên nga đỏ ấy, anh chị tìm hiểu trên Google sẽ thấy ngay. Nhưng còn những cái cây này thì tìm hiểu trên Google rất là thấp, thông tin rất là ít, và gần như là chưa ai viết, nhất là ở Việt Nam là theo em được biết thì chưa ai viết về cái cây này. Tại vì em tìm hiểu trên internet cũng không có, thì có mỗi em là người đã viết cây này vào dịp vừa rồi. Bởi vì cây này nó nở nhiều năm rồi, nhưng mà cây này nhân nó rất là chậm, bởi vì cái gen của nó và một số yếu tố về cái đặc thù Việt Nam mình, nên là cây này chưa có nhiều. Và cũng chỉ là một số anh em chia sẻ lại với nhau. Thì năm nay thì em mới có thể quay lại video và giữ lại tư liệu của nó. Nhưng ngày trước nó nở thì cũng chỉ nở biết chụp ảnh cho vui, chứ còn đôi khi cũng chẳng chụp ảnh. Bởi vì về cơ bản là cũng chưa có một cái cơ sở dữ liệu nào để lưu lại. Còn bây giờ thì em đã lưu lại trên một cơ sở dữ liệu rồi, thì mọi người có thể tham khảo thêm trên website đó. Thì cái cây này ấy, cái cây Monilia này ấy, là cái cây Zumaridae ấy, thì nó được lai từ ba cây. Gen nguồn từ cái cây Monilia ấy là được lai từ ba cây, có nghĩa là dòng lai từ Catastum, Sinochet và Mororet. Thì ba cái cây này thì nó lai tạo ra, thì nó có nghĩa là nhân tạo ấy, thì ra được cái cây, có nghĩa là chúng ta hay gọi đó cái cây Monilia, là cái cây dạng kiểu thiên nga ấy, và chúng ta có hoa trên có hoa ở trên thân cây. Còn thân lá thì nó cũng thuộc dòng Catastum hoặc là những cái dòng khác, bởi vì nó lai, những cây này là cây nhân tạo mà. Cây nhân tạo nó rất là rắc rối. Còn khi mà anh chị có thể tìm thấy cái cây màu cam nâu như thế này mà lưỡi màu đỏ hoặc là màu cam nâu đậm ấy, thì nó có. Những cái cây này thì một cái cây khá là lạ, và nó không giống với những cái cây mà có thể tìm hiểu dễ dàng trên internet được. Bởi vì cái này ở bên một trang web trên bên Canada, người ta có viết về một cái bài này, nhưng mà nó viết rất là sơ sài. Và bên nước ngoài thì thường người ta viết nó đơn giản lắm, nó không quá cầu kỳ như Việt Nam mình.
các bài viết hay là các loại cây. Cây này nó là một cái lai. Và tên chuẩn của cái cây này ấy, thì là cái cây Zumbody Lai, thì nó được lai từ hai cây Cynodes Winner Delight và cái cây Catastrum Orchid, là hai cái cây đã tạo ra cây này. Đấy, còn cái cây còn Monera ấy, thì nó là một thuộc nó Monera nó đứng đầu, nó như kiểu là đứng đầu của Catastrum ấy. Thì Catastrum thì nó là một cái cây, nó một cái dòng đứng đầu, còn Monera đây nó một dạng đứng đầu của cái dòng này, thì nó được lai tạo hai cây này ra. Em cũng có viết chi tiết ở trên website, bởi vì giới thiệu về những cái cây mà chữ tiếng Anh ấy, thì em đọc nó chưa được chuẩn, nhưng em sẽ có viết từ ngữ chuẩn để mọi người cùng tìm hiểu và tham khảo. Còn ở trên đọc thì về cơ bản là em đọc nó cũng chưa được chuẩn lắm, thì mong các anh chị thông cảm vì trình độ tiếng Anh của em nó cũng rất là thấp, nên là đọc là nó chưa đúng, nhưng em viết là sẽ đúng. Thì mọi người có thể tham khảo và xem thêm những cái từ mà em viết, những cái từ ngữ chuẩn để mà lai tạo ra cái cây này. Thì cái cây này ý, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đơn giản hơn một chút để mọi người dễ hiểu, là cây này mình cứ gọi là cây thiên nga cam đỏ. Đấy, một số anh chị là gọi cam đỏ, một số anh chị gọi là cam nâu đỏ, bởi vì là cái màu này thì nó cũng, lên video này thì nó không, nó chưa được hết cái màu thật của nó. Trên ngoài đời thật ý, thì nó có sắc tố hồng, cam hồng nhiều hơn, cam nâu hồng, nó hơi ánh hồng. Thì còn lên màu đây thì nó chỉ có màu nâu thôi, cam nâu thôi. Đấy, nếu mà để nó tối hơn một chút đây thì mọi người sẽ kéo thấy cái màu nó đậm hơn, cái màu đậm này thì sẽ đúng hơn. Thì còn về thân lá của cái cây này thì nó không khác gì những cái cây thiên nga hay những cái catastum cả. Những cây thiên nga hay cây catum, những cây catum với cây thiên nga lá là xem nhau, đều to khoảng từ 5 đến 10cm và có thể 12-13cm, và có thể dài từ 30 đến 450cm tùy phụ thuộc vào mình trồng. Thế còn đây thì là nó là một cái dòng thuộc dòng Moria ấy, thì nó là cái kiểu là dòng thân lá nó dài hơn, to hơn là cái dòng Catum. Cái dòng Catum ấy thì là thân lá nó ngắn hơn, củ ngắn hơn. Những cái dòng thiên nga bây giờ củ nó to và dài hơn. Và cái đặc biệt của nó mà mọi người hay chú ý đến đó chính là cần hoa nó dài trên thân. Đây là hoa năm ngoái này. Đấy, hoa nó ra trên thân chứ nó không phải ra sát gốc. Ra sát gốc thì là dòng nó thuộc gen Catum. Đấy, còn Moria này thì nó thuộc vào cái dạng ra trên thân, và chúng ta hay gọi nó là cái cây thiên nga. Đấy, Việt Nam mình những cái dạng củ này mà hoa trên thân ấy thì hay gọi là thiên nga. Còn về gốc gác thì chính xác như nào thì em không rõ, nhưng mà về cơ bản thì em cũng biết được rằng là nó là ngày trước là có một số cái cây là cánh hoa, bộ cánh về cả cái những cái đặc điểm của nó ấy, về cái thụ nhụy, trụ nhụy phấn rồi các thứ thì người ta gọi là thiên nga. Đấy, nôm na là thế. Còn em thì cũng không biết chính xác như nào, nhưng em thì ưu tiên về cái việc đó chính là phải gọi tên chuẩn, gọi tên cây. Còn khi mà anh chị có tên cây rồi mà anh chị có thể tìm được thấy ngay ấy, thì đấy mới thực sự là một cái cây có giá trị. Còn những cái cây mà anh chị cứ bảo là thiên nga cam, thiên nga nâu các thứ thì chả biết đâu là giá trị, đâu là cái gì cả. Tất cả những cây đều chuẩn là đều phải có tên và được mọi người biết đến nhiều nhất có thể, và có thể tìm hiểu được nó, phải tìm hiểu được cái tên nó. Chứ bây giờ thì một số cái cây mà nó tên nó chưa được rõ ràng ấy, chưa được nhiều người công nhận ấy, thì em nghĩ là đánh giá nó sẽ là một cái thế khác, và phải xem lại xem cái cây đó là nó thực sự là có đúng hay không, hay là nó lại là một cái cây khác nhưng mà gọi hai ba tên. Đấy, ví dụ thế. Ví dụ như cái dòng thiên nga này ấy, thì nó cũng có cái cây thiên nga vàng, thì nó có một số những cái cây mà ngày xưa ấy, ngày trước ấy, cách đây phải tầm 7-8 năm, 10 năm ấy, thì là những cái cây cánh hoa rất là dày và bộ thân lá nó khác cây vàng bây giờ, cây vàng nhân mô bây giờ, thì nó cũng đều là những cái cây có tên cả. Đấy, không nên gọi những cái tên xưa, tên cũ hay là tên cổ hay là cái gì để làm gì cả. Tất cả những cây nào đều có tên và chúng ta cần phải tìm hiểu và biết là nó. Thì mọi người nếu như mà muốn tham khảo và tìm hiểu thêm về mấy cái dòng dạng củ này, hoặc là dạng bất kể các dạng nào phong lan, thì em sẽ cố gắng để có cái nào thì mọi người có thể xem thêm thông tin về em ở trên các trang mạng hoặc là các cổng thông tin trên internet, website hay là gì đó đại loại vậy, thì chúng ta có thể phải tìm hiểu và biết về tên chính xác của nó, biết về tên và tìm hiểu xem là nó có giá trị như nào. Thì anh chị chúng ta có thể tham khảo thêm trên cái kênh Thiên Ngàn Hoa của em. Đấy, thì mọi người cùng nhau tìm hiểu và trồng, sưu tầm và tồn những cái giống này. Cái dòng này thì nó lai tạo hơi nhiều nên là cái việc mà chăm sóc nó cũng hơi khó.
nên là em cũng chưa có cây để chia. Thì và nó cũng không không sẵn lắm. Mọi người có thể tìm hiểu thêm. Nó khá là khó trồng đấy. Cây này nhìn chung nó khá là khó trồng. Nên mọi người cân nhắc trước khi mà mua những cái cây này, dù bất kể của ai hay của đơn vị nào. Bởi vì nó khá khó trồng nên là tìm cái việc mà mình chăm sóc nó cũng hơi khó, nên là mọi người cân nhắc. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào tất cả mọi người.